Chelsea giành chiến thắng trước Fulham tại vòng 21 Premier League nhờ quả phạt đền gây tranh cãi. Raheem Sterling kiếm được quả phạt đền trong tình huống anh ngã trong vòng cấm. Video quay chậm chỉ ra rằng cầu thủ của Chelsea đã chịu tác động từ Issa Diop. Tác động khá nhỏ nhưng vừa đủ để Sterling ngã xuống. Tình huống gây tranh cãi giống hệt với quả phạt đền của Bruno Fernandes trong trận đấu giữa Man United và Wigan cách đây ít ngày. Từ khoảng cách 11m, Cole Palmer dễ dàng đánh bại Bellerin. Đây cũng là khoảnh khắc mang về 3 điểm cho Chelsea trong trận derby thủ đô. Chiến thắng trận thứ 3 liên tiếp tại Premier League để giành lấy vị trí thứ 8 cùng Man United cùng 31 điểm. Tuy nhiên Chelsea xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Chelsea đã được hưởng 8 quả phạt đền tại Premier League mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Trong khi đó Sterling tiếp tục gia tăng kỷ lục kiếm penalty nhiều nhất ngoại hạng Anh với 26 lần. Ở vòng đấu tiếp theo, đội bóng phía Tây London sẽ làm khách đến sân của Liverpool, trong khi Fulham sẽ gặp Everton. Man City dẫn trước Newcastle nhờ bàn thắng của Bernardo Silva, nhưng họ hai lần bị phản công và Newcastle đã dẫn trước 2-1 ở giờ nghỉ. Man City đưa Kevin De Bruyne vào sân từ ghế dự bị vào phút 69 để đánh dấu sự trở lại của tiền vệ người Bỉ sau chấn thương tại Premier League. Và chỉ 5 phút sau, bàn thắng gỡ hòa của Man City đã đến. De Bruyne nhận bóng từ chân Rodri ở giữa sân, đột phá về phía vòng cấm trước khi tung cú sút qua khe chân của Fabian Schär đưa bóng đi chìm nhưng cực kỳ hiểm hóc để gỡ hòa hai đều. Phút 90 cộng 1, De Bruyne bấm bóng vào góc trái vòng cấm Newcastle cho cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Oscar Bob thoát xuống. Anh bỏ lại Kieran Trippier trước khi rê bóng qua cả Martin Dubravka rồi sút vào lưới trống. Thời gian trên sân không lâu nhưng đó thực sự là một màn trình diễn đẳng cấp của De Bruyne. Sau trận đấu anh cho biết: "Thật là điên rồ, tôi đã nhớ rất nhiều cảm giác được thi đấu. Hiện tại tôi chưa đá được 90 phút, nhưng chỉ 20-25 phút thôi, tôi vẫn cảm thấy như bị ổn. Cảm giác hiện tại của tôi không thể tốt hơn. Đường chuyền của tôi tốt nhưng Oscar đã chạy chỗ tuyệt vời để tận dụng nó. Không chê bóng ở tốc độ nhanh được như thế rồi vượt qua cầu thủ môn là điều ít ai làm được. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục thi đấu quyết tâm như vậy, vì tôi và các đồng đội đều muốn giành chức vô địch." Sau 140 ngày vắng bóng, Jadon Sancho đã có trận đấu đầu tiên. Cầu thủ sinh năm 2000 được tung vào sân ở phút 55 để thay cho Jamie Vardy-Gittens. Sancho thi đấu đầy năng nổ và chỉ cần 22 phút để ghi dấu ấn đầu tiên tại Bundesliga mùa này. Sau pha mở bóng của đồng đội, Sancho đột phá ở cánh phải trước khi chuyền ngang vừa tầm đến Marco Reus để bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Dortmund. Chỉ với 22 phút, Sancho đã có nhiều kiến tạo hơn cả Antony, cầu thủ được Erik ten Hag hết mực tin tưởng tại Man United mùa này. Sau hơn 1.200 phút mùa này, Antony vẫn chưa thể ghi bàn hay kiến tạo. 25 lần chạm bóng, một cú sút, một kiến tạo cùng tỷ lệ thắng tranh chấp 100% là những thống kê của Sancho trong ngày trở lại sân cỏ. Anh được SofaScore dành cho 7,3 điểm, cao hơn cả những cầu thủ đá chính như Julian Brandt hay Niklas Füllkrug. Thậm chí Sancho còn suýt lập cú đúp kiến tạo nếu như Moukoko tận dụng tốt cơ hội đối mặt với thủ môn vào phút 90+4. Phút 90+4, Augsburg phòng ngự với toàn bộ đội hình với mục tiêu giành trọn vẹn một điểm. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội chủ nhà trở nên vô nghĩa trước pha khống chế vào vùng chân dứt điểm quá ấn tượng trong vòng cấm của Ezequiel Palacios. Bàn thắng mùa màng giúp Leverkusen giành được 3 điểm, đồng thời giữ vững ngôi đầu Bundesliga với 45 điểm, hơn Bayern Munich 4 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. 3 điểm là phần thưởng xứng đáng cho Leverkusen. Đội khách chơi áp đảo trong suốt 90 phút với tỷ lệ cầm bóng 66%. Tuy nhiên, họ phải chờ đến lần dứt điểm thứ 25 và cũng là cú dứt điểm cuối cùng trong trận đấu để có được bàn thắng. Theo 433, Leverkusen là đội duy nhất còn sót lại trong top 54 giải vô địch quốc gia toàn châu Âu còn giữ được thành tích bất bại. Lúc này, đội bóng của Xabi Alonso đã có 23 trận thắng, 3 trận hòa và ghi đến 82 bàn. Tính riêng ở Bundesliga, Leverkusen có 3 trận hòa, 14 trận thắng. Sau trận đấu, Xabi Alonso được hỏi về khả năng lật đổ thống trị của Bayern Munich sau 11 năm tại Bundesliga. Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha phát biểu đầy khiêm tốn: "Trận đấu này đã giúp chúng tôi giữ được niềm tin. Toàn đội hãy cứ tiếp tục tin tưởng nhau và chiến đấu cho đến giờ phút cuối cùng." Sau Messi, Busquets và Alba, một cựu danh thủ khác của Barcelona là Suarez cũng đã chuyển đến Inter Miami. Tiền đạo 36 tuổi đã có buổi tập đầu tiên cùng Messi ở Inter Miami. Huấn luyện viên Martino cho biết Messi và Suarez đã chơi 20 phút bóng đá đẹp mắt cùng Alba và Busquets trong buổi tập. Dù Suarez chỉ mới gia nhập đội, nhưng huấn luyện viên người Argentina đã rất kinh ngạc trước sự ăn ý
giữa Suarez và ba cựu cầu thủ khác của Barcelona là Messi, Alba và Busquets. Tôi không nghĩ mình sẽ sát cánh với Messi một lần nữa vì tôi nghĩ anh ấy sẽ kết thúc sự nghiệp ở Barcelona. Đó là một trong những lý do khiến tôi đến đây. Chúng tôi có tham vọng và muốn cho các cầu thủ trẻ thấy rằng tuổi tác không phải vấn đề, quan trọng là khát khao chiến thắng, Suarez chia sẻ. Messi, Busquets, Alba và Suarez đã từng cùng nhau giành rất nhiều danh hiệu lớn trong vòng áo Barcelona. Màn hội ngộ của bốn lão tướng tại Inter Miami mang lại cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ Barcelona cũng như Inter Miami. Việc bổ sung Suarez vào đội hình, Inter Miami đã sở hữu bộ tứ từng giúp Barcelona giành cúp A5 trong mùa giải 2014-2015. 81, Jurgenje bật cao đánh đầu tung lưới Tajikistan từ một quả phạt góc. Trong tình huống này, thủ môn Yatimov đã băng ra chậm nên đành bất lực đền bóng đi vào lưới. Ban đầu, trọng tài chính Anhos đã công nhận bàn thắng cho Trung Quốc, nhưng sau khi nghe tư vấn từ tổ VAR, ông chạy ra ngoài biên để xem lại video. Sau vài phút xem xét kỹ lưỡng tình huống ghi bàn của Jurgenje, ông Anhos thay đổi quyết định và bàn thắng của Trung Quốc đã bị tước. Phao quay chậm cho thấy thủ môn Rustam Yatimov của Tajikistan đã băng ra định đấm bóng nhưng muộn. Do đó, ở phía trước khung thành Tajikistan chỉ còn hai người là trung vệ Khandonov của Tajikistan và trung vệ Theas Browning của Trung Quốc. Browning do đó là người việt vị trong tình huống này. Vị trí đứng của anh kết hợp với việc thủ môn Yatimov băng ra đặt anh vào vị trí trước cầu thủ cuối cùng của hàng phòng ngự đối phương. Trong tình huống này, Browning không chạm bóng, nhưng cầu thủ này vẫn bị xác định là tham gia vào tình huống do đã ngăn trở Khanonov nhảy lên đối phó với pha đánh đầu của Zechenze. Do vậy, cách xử lý của tổ VAR cũng như trọng tài chính dù gây khá nhiều tranh cãi nhưng hoàn toàn đúng về luật và theo nguyên tắc bàn thắng không được công nhận là hoàn toàn chính xác. Huấn luyện viên Philippe Troussier tin tưởng Việt Nam với sự chuẩn bị kỹ lưỡng có thể gây bất ngờ trước Nhật Bản trong trận ra quân tại Asian Cup. Tôi hiểu khá rõ bóng đá Nhật Bản. Họ đang là ứng cử viên cho ngôi vô địch. Phần lớn cầu thủ Nhật Bản đang chơi tại châu Âu và có phong độ rất cao kể từ World Cup cho đến nay. Họ rất mạnh. Chúng tôi không chấp nhận việc cam chịu. Việt Nam đá với Nhật có thể 10 trận thua 9, nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội thắng 1. Cơ hội duy nhất đó có thể đến vào ngày mai. Việt Nam thậm chí có thể đánh bại Nhật Bản. Huấn luyện viên Troussier cũng chuẩn bị cho kịch bản Việt Nam thua Nhật. Ông cho rằng ngay cả khi thua, cơ hội của Việt Nam đi tiếp vẫn còn, tùy vào kết quả trận gặp Indonesia và Iraq. Việt Nam không chuẩn bị riêng cho Nhật Bản mà còn hai trận đấu sau. Nếu không có kết quả mong muốn trước Nhật Bản, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Asian Cup vẫn có cơ hội cho các đội xếp thứ ba và còn nhiều yếu tố quyết định cơ hội đi tiếp của Việt Nam.